Tiếp tục hoạt động thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước, trong chương trình thăm cấp nhà nước Đại Hàn Dân Quốc, chiều ngày 6 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới thăm tỉnh Gyeonggi nằm ở phía tây của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 1 giờ đi xe. Tiếp và làm việc với Chủ tịch nước và đoàn có tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi, Kim Dong-yeon và các quan chức ngoại giao tỉnh Gyeonggi và thành phố Quang Trung. Gyeonggi là tỉnh đứng thứ nhất Hàn Quốc về dân số 13,4 triệu dân, thứ 5 về diện tích, 10.184 km chiếm 10,2% lãnh thổ. Tỉnh gồm 28 thành phố và 3 huyện thủ phủ là thành phố Suwon. Gyeonggi nổi tiếng với các địa điểm du lịch như công viên giải trí Everland, làng dân gian Hàn Quốc, suối nước nóng Incheon. Đặc sản nổi tiếng là các loại rượu truyền thống như rượu gạo, cơm Incheon, các món ăn cung đình. Gyeonggi phát triển đồng đều cả ngành công nghiệp nặng, có cơ sở sản xuất của các tập đoàn như công ty chất bán dẫn Suwon Samsung, LG LCD Complex, Incheon SK Hynix và đang nỗ lực cải thiện hiện đại hóa cấu trúc ngành công nghiệp, ưu tiên phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới trở thành trung tâm thương mại ở Đông Bắc Á. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố Quang Du, tỉnh Gyeonggi. Đặc biệt đây cũng là quê hương thứ hai của khoảng gần 37.000 người Việt, trong đó có khoảng 3.000 người Việt với hơn 500 gia đình đa văn hóa Việt Hàn đang sinh sống. Thời gian qua họ đã nhận được nhiều quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương. Chủ tịch nước cảm ơn và mong ngài tỉnh trưởng Gyeonggi, ngài thị trưởng thành phố Quang Du tiếp tục dành cho người Việt Nam tại đây các điều kiện thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả để họ hội nhập tốt hơn, nhất là các cô dâu Việt Nam sang đây gắn bó cuộc đời với Hàn Quốc. Gyeonggi là địa phương kết nghĩa với thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, có nhiều hợp tác về lĩnh vực lao động thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là gốm sứ với các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam cũng có nhiều địa phương doanh nghiệp có nghề gốm sứ lâu đời, uy tín xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, là cơ sở để Gyeonggi có thể đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Ngoài ra, hai bên cũng có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động, giáo dục, đào tạo, nhất là du lịch. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Gyeonggi, thành phố Quang Du và chính quyền địa phương tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh mở rộng quy mô và đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư kinh doanh tại các địa phương của Việt Nam. Cùng với đó là hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm cho các địa phương Việt Nam trong công tác quản lý hành chính, quy hoạch phát triển du lịch, phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch và triển khai hoạt động quảng bá du lịch chung. Đề nghị hỗ trợ quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh, triển khai nhiều hoạt động quảng bá du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam thông qua hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động âm nhạc, ẩm thực, nghệ thuật. Chủ tịch nước cũng mong muốn tỉnh Gyeonggi xem xét tiếp nhận nhiều hơn lao động của Việt Nam, tiếp tục dành nhiều quan tâm ưu tiên về chính sách đối với cộng đồng người Việt trên địa bàn, nhất là cho cô dâu Việt Nam để họ không chỉ có đời sống tốt đẹp hơn, hội nhập tốt hơn mà còn đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương, cũng như phát huy vai trò cầu nối hữu nghị quan trọng cho hai nước. Tại tỉnh Gyeonggi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã dự lễ chào mừng và công bố Ngày Việt Nam của thành phố Quang Du. Chủ tịch nước cảm ơn ngài tỉnh trưởng Gyeonggi cùng toàn thể người dân địa phương đã dành cho Chủ tịch nước và đoàn Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, chân thành và chu đáo. Chia sẻ về cảm xúc thăm tỉnh Gyeonggi, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự kiện Ngày Việt Nam mùng 6 tháng 12 hàng năm tại thành phố Quang Du sẽ tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước tin tưởng với quyết tâm mạnh mẽ và nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền tỉnh và người dân, Gyeonggi sẽ tiếp tục phát triển xứng đáng với danh xưng kinh kỳ, cùng cả nước lập nên những kỳ tích mới của Hàn Quốc. Chủ tịch nước nêu rõ năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là năm mở ra thời kỳ phát triển mới lâu dài của quan hệ hai nước trong những năm tiếp theo. Trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này, lãnh đạo cấp cao hai nước đã cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là khuôn khổ hợp tác cao nhất trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia, với mong muốn đưa quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn mới với tin cậy và hiểu biết sâu sắc hơn, hợp tác hiệu quả thực chất hơn, giao lưu giữa người dân mật thiết thường xuyên hơn. Chủ tịch nước nêu rõ sự kiện Ngày Việt Nam tại thành phố Quang Du hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất thành công của sự kiện hôm nay, cũng như sự kiện Ngày Việt Nam tại thành phố Quang Du vào ngày 6 tháng 12 hàng năm sẽ tạo cơ hội để nhân dân hai nước hiểu nhau hơn và mở ra những cơ hội hợp tác giao lưu mới giữa nhân dân, doanh nghiệp, địa phương hai nước. Chủ tịch nước mong muốn tỉnh Gyeonggi nói chung và thành phố Quang Du nói riêng dành nhiều quan tâm chăm sóc hơn nữa cho đồng bào Việt Nam tại Hàn Quốc với tình cảm không chỉ là thông gia mà là của người một nhà.